Em xin kính chào toàn thể các bác. Mặt hàng bán ế quá nên hôm nay em làm cái video để giới thiệu đến các bác các loại chân loa cho dòng loa 101, cho dòng loa bô 101, 111, 100, 141 nhá. Tất cả những dòng đấy có thể lắp được hết. Đây, cái thứ nhất này em xin giới thiệu chân loa chính hãng nhá. Giới thiệu với các bác là chân loa chính hãng của bô đây. Các bác nhìn thấy chữ không ạ? Đây. Đấy nhá. Chân loa chính hãng của bô chắc chắn phải có chữ và cái thương hiệu. Có cái thương hiệu của nó luôn nhá các bác nhá. Con này là đây, số series nó đây có luôn nhá các bác nhá. Số series dưới đây luôn. Quay qua điện thoại nó hơi mờ thì em xin đọc số series là 064898. Đây là một cặp này các bác này. Đây, số series nữa. 064897 đấy. Đây là một cặp với nhau luôn nha các bác nhá. Đấy. Cặp gồm cái này các bác có thể tháo rời được này. Đây, cái chân phía này các bác có thể tháo rời được. Khi hãng người ta đóng hộp là người ta tháo rời cái này luôn. Đấy là một cặp chính hãng đấy các bạn. Cá nhân em ấy thì là chính hãng là hãng người ta sẽ phải đề cái thương hiệu của họ. Đây các bạn nha. Các bạn nhìn chữ này. Nét căng luôn. Đấy. Đây cũng là chân chính hãng này. Chân chính hãng nó có luôn cái con ốc này luôn nha các bạn nha. Con ốc vặn này luôn. Đấy, con ốc vặn này luôn. Và cái nhựa giữ con ốc vặn. Và đây cái dây. Cái dây móc nhé. Cái dây móc khóa này. Cái dây này trừ cái trường hợp này. Khi có vấn đề gì về giá thì cái này bắt vào loa, vị trí ốc này nó bắt vào loa, và cái dây này người ta sẽ móc vào cái chân này, và cái chân này sẽ nó sẽ bắt được vào một cái vị trí nào, thường là tường, bắt cố định tường, đấy, sẽ móc như này. Đây là chân chính hãng. Đây tiếp em có một cặp chân chính hãng nữa, cặp này là cặp chân kẹp đấy các anh em, còn nguyên cả núm nhựa đây, đây núm nhựa của nó này. Em vặn cái này lại cho các bác xem nhé. Đây là chân chính hãng. Đấy, khi mà các bác về các bác bắt loa thì các bác vặn cái này các bác vứt đi. Cái này khi mà giá thì người ta ra người ta để bảo vệ giữ cái ốc thôi. Còn cái nút là vứt đi. Đấy. Đây là cái nhựa của nó này. Và đây là cái vặn của nó các bác nhá. Cũng có cái nhựa này để giữ con ốc nhá. Con ốc này là đây. Như thế này là để vặn đấy. Dùng tay vặn đấy. Đây nó là cái chân kẹp. Đây chân kẹp các bác nhá. Đây có chữ Turbo này. Các bác không biết các bác có nhìn thấy không? Ôi, em không nhìn được cái điện thoại đây. Chưa được không? Để em bắt nét vào cái vị trí này. Cái camera nó nằm đâu? Đây. Hơi khó nhìn. Đấy ạ. Các bác thấy chưa chưa? Đấy. Đây là thương hiệu của hãng nhé. Và đây. Chữ ở trên đây, đây là một cặp chân kẹp. Đây là một cặp chân kẹp nhé các anh nhé. Một cặp của nó đây, gồm hai cái. Chân kẹp, chân này chân chính hãng này. Đây là một chân của một bên hãng thứ hai. Em không dám nói là chân hàng fake. Vì là cái này là có khả năng là hãng thứ hai cũng là từ bên thị trường Nhật về đấy ạ. Đấy, cũng xoáy, cũng có thể xoay được các kiểu luôn. Cũng bắt ốc đầy đủ. Đấy, chân này là chân hãng một bên thứ hai. Đây em có một cặp chân nữa là cặp chân như này. Cặp chân này thì cũng không có thương hiệu của hãng nhưng mà cũng hình thức rất là chắc chắn và đẹp. Đây nó có một cái con ốc vặn bằng tay ở chỗ này. Có thể đấy, di chuyển để xoay góc. Và khóa nó vào cái vị trí răng này thôi nhá. Các bác nhìn thấy cái vị trí răng đúng không? Đấy.
đấy ạ. Đấy, khóa nó đây, nó không có cái thương hiệu của Bow. Thì với cá nhân em thì em cũng quy đây là một loại chân của một hãng khác sản xuất. Con này thì có thể nắp được dòng 101, 201, 301, nắp được hết các anh em. Đây, con này thì nắp được cả đây này, vì nó có cái chân này nó có rất là nhiều các lỗ này để nó có thể nó nắp được vào các dòng loa khác nhau. Đấy. Còn có một cái loại chân nữa ở đây, chân chân kẹp thôi nhé. Đấy, chân này là chân kẹp. Đấy, chân này các bác chỉ cần kẹp nó vào và rút nó ra là được, là xong, là được. Đấy, loại chân này là chân kẹp, kẹp giặt phịch phạt. Đây, nó một cặp của nó chặt quá không rút ra được, cái này phải có cái kìm mới rút ra được thôi nhé. Đấy. Thì giới thiệu sơ qua các bác như cái kiểu chân như vậy, với cái dòng 101, 111, 100, 1441. Đấy, thì hiện tại em thì em về những cái dòng chân như vậy. Đây em xin báo giá sơ nha các bác nhá. Cặp chân chính hãng này 1.250.000. Cặp chân kẹp này cũng 1.250.000 chính hãng. Cặp chân này của hãng bên thứ hai 750.000. À, còn hai cái kẹp này thì bác nào mua loa mà bên em thì em sẽ tặng. Đây, cái cặp này em sẽ tặng này. Cái chiếc này bác nào mua loa thì em sẽ tặng. Cái này chỉ em đang có một cái thôi, nó về cùng với loa thì em cũng sẽ tặng luôn. Còn đây em có một, cũng có một cái cặp chân chính hãng này, nhưng mà nó bị mất, nó không có cái bát treo ở tường này đâu nhá. Đấy, đây là một cặp chân chính hãng này. Và vâng, em xin chào và cảm ơn tất cả các bạn.